cấu trúc xong, chú ý cho mình là các phần tử này nó phải là cùng tính chất hay gọi là cùng kiểu, cùng là danh từ hay là cùng là động từ hay là cùng là verb ending của o, verb ending của o hay vân vân, hoặc có thể từ o hoặc có thể từ từ bất. Thì cấu trúc xong thì nó có thể một trong những ý này này, một trong những ý này. Lưu ý cho mình này, khi gạch chân bất cứ một cái phần tử nào trong cấu trúc song song thì các bạn phải xem là các phần tử khác nó thuộc là thể loại gì, nó thuộc là danh từ hay thuộc là tính từ hay là vân vân. Đấy, các bạn bắt buộc phải xác định cho mình là nó đang thuộc về dạng gì nha, dạng gì nha. Khi nó gạch chân bất cứ phần tử nào trong cấu trúc song thì chúng phải xem nó phần tử nào. Đấy là ý đầu tiên. Ý thứ hai là đối với, ở đây chỉ là chú ý thôi, đối với từ bất này này, khi mà cấu trúc song song với từ bất thì đằng trước thường hay nó là ở thể phủ định, phủ định, phủ định có nghĩa là có hay có từ not đằng trước ấy, not đằng trước ấy. Đấy, chú ý cho mình ý này nhé. Rồi mình sẽ làm mẫu cho bạn bài câu như sau. Ví dụ các bạn nhìn vào, mình sẽ tập trung vào cái chuyên đề này, chuyên đề này, còn phần từ loại mình sẽ không nói nữa. Nào các bạn nhìn này, đối với câu 1 thì nhìn vào phần B thì chúng ta thấy đuôi NT đuôi gì các bạn nhỉ? Thì các bạn xác định đây là tính từ. Mà đằng trước các bạn thấy là đuôi OT, sau dưới từ là danh từ, đây phải là danh từ và đây chắc chắn là danh từ rồi. Như thế đây là đang song song của danh từ mà đây lại là tính từ nên sai. Đây chúng ta chọn ngay phần B. Đấy, chú ý cho mình nhá, nó gạch chân nằm trong cấu trúc song song này, cấu trúc song song này. Còn đối câu 2 này, câu 2. Các bạn nhìn vào phương án D cho mình, phương án D cho mình. Nào, gạch chân phần tử đằng sau từ N ấy, sau từ N ấy, thì kiểu gì đằng trước, ví dụ ở đây chúng ta xác định đây là verb ing, thì đằng trước từ N kiểu gì nó cũng phải có verb ing, có verb ing. Thì các bạn nhìn xem có không. Nào, chúng ta nhìn thấy từ click này, từ bring này. Đây không phải verb ing không? Verb in có đều hỏi verb in đó, bring nó chính là động từ nguyên thể đấy. Vậy sau từ en này cũng phải là verb nguyên thể chứ không thể verb in nào được. Thì các bạn nhìn thấy xem, không có một bất cứ một đáp án nào đằng trước có verb in nên chắc chắn là sai vừa này. Đúng nhỉ? Rồi, nhìn câu 3 tiếp này. Các bạn nhìn cho mình phần D, thứ nhất chúng ta xác định đây là tính từ ạ. Nhưng lại đằng sau từ en thì chắc chắn là liên quan đến cấu trúc song. Nhìn song song đâu? Nhìn đằng trước thì chúng ta thấy là ok, đây là danh từ. Đây là danh từ. Vậy chỗ này cũng phải là danh từ chứ. Đây lại là tính từ nên sai rồi. Đang song song của danh từ 1 là danh từ 2 và en là danh từ 3. Ok, bây giờ phần việc của bạn nào. Các bạn làm cho mình câu 4, câu 5, câu 6, 4, 5, 6. Làm nhanh cho mình vậy. 4, 5, 6. Chọn đáp án gì? Chọn đáp án gì? Và các bạn phải xem cho mình là đang song song của cái gì. Các bạn chỉ cần giúp cho mình là đang song song của cái gì là xong thôi. Thứ nhất là từ đấy là từ loại gì và đang song song của cái gì. Đấy, các bạn giúp mình ý đấy nhá. Là trả lời hai được hai câu hỏi đấy là xong. Hai câu hỏi đấy là xong. Không cần đề xuất sửa, không cần đề xuất sửa. Chỉ xác định cho mình là đáp án nó là gì. Đáp án nó là từ loại gì. Là cấu trúc song song thì đang là loại gì. Làm xong gửi Zalo nha. Làm đi bạn. À, tất cả cùng làm nào. Làm đi bạn, làm đi bạn, làm đi bạn.
Cố gắng làm nhanh nhất có thể nha, làm nhanh nhất có thể nào. Ok, Tùng Lâm xong rồi này. Ok, tốt. Còn các bạn khác à? Lâm và các bạn khác nếu mà làm xong rồi thì chuyển sang câu khác nhỉ? Chuyển sang câu khác nào. Ok, mình làm xong. Ok, tốt, đúng. Tốt đấy. Rồi. Nam cũng làm xong. Xong xong danh từ đang đây. Ok, tốt. Ok, hết thời gian rồi. Mình bắt đầu chữa nhá. Sửa nào. Đối với câu này, thứ nhất là chúng ta thấy có hai từ en là cũng xong này. Thì đây gạch chéo động từ thì thực ra đây là song song của động từ thì ok rồi. Là sai là cái chỗ song song cái chỗ này này. Các bạn thứ nhất là liên quan đến phần tử cấu trúc song thì các bạn phải xác định được là cấu trúc song song nó từ chỗ nào đến chỗ nào. Thì các bạn thấy là đây sau dưới từ là verb in, đây là verb in thì sau end cũng phải là verb in chứ không phải là to verb được, nên chúng ta mọi người đều làm đúng rồi đấy. Đây là verb in. Tốt. Tiếp đối với câu 5. Câu 5 thì các bạn thấy là từ hybrid này nó chính là động từ tại vì đuôi s nó là đuôi động từ này, động từ này. Mà chúng ta thấy từ subject sau subject kiểu gì là cấu trúc song, đúng không? Thì sau subject là một danh từ đẩy, danh từ 1 và danh từ 2. Vậy đây phải là danh từ 3. Mà đây là động từ vì tên sai. Nhiều bạn có thể chọn từ yearly nhưng không phải đâu nhá. Yearly là tính từ nhá, tính từ bộ danh từ. Còn câu 6 thì chúng ta nhìn cái phương án D nhé, cho mình này. Nào, ơ này, nó là mạo từ chung này. Man chính là danh từ chung này. Còn giữa này sẽ là tại vì đuôi đây là tính từ 1 này, đây là tính từ 2 này, tính từ 2 này. Và sau en này cũng phải là tính từ 3 mà đây là một danh từ tại vì đuôi này là đuôi của là danh từ. Vì thế sai, chúng ta phải en là tính từ 3. Và cả ba tính từ này bổ nghĩa cho danh từ này. Ok, các bạn làm tốt đấy. Các bạn đã gửi là đều đúng cả. Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu tiếp. Từ câu 7, câu 8, câu 9, 7, 8, 9. Triển khai đi các bạn, triển khai đi các bạn. Các bạn làm giống như là các bạn đã làm ở trong người trong nhóm ấy. Rồi. Triển khai tiếp nào. Làm xong gửi mình nhá, gửi làm xong gửi làm sao tốc độ lên, tăng tốc độ lên các bạn.
Không cần phải đưa ra phương hướng sửa đâu. Các bạn cứ cần chỉ làm cho mình đúng hai ý là đáp án đó là từ loại gì và trong cấu trúc song song đấy là song song của cái gì là được. Cái này gặp rất là nhiều, cực nhiều luôn. Ok, Tiến đã xong rồi này. Xem nào. À, Tiến làm đến cả câu 12 này. Ok, tốt. Còn tiếp mình cũng xong rồi này. Ok, đúng rồi, chính xác. Ừ, được. Còn các bạn khác nào? Các bạn khác cũng triển khai đi chứ. À, Diệu cũng đã làm này. Đúng rồi đấy, chính xác, tốt. Rồi, đợt này thì các bạn làm nhanh hơn rồi đấy. À, Phú cũng đã làm này, ok đúng này. Tiếp, à, anh cũng đã làm này, tốt. Ok, hết thời gian nữa rồi. Nào, mình chữa nhá, mình chữa nhá. Và đối với cái câu 7 thì các bạn thấy là, nhìn này, lại từ suggest, sau suggest kiểu gì là cấu trúc liệt kê, các bạn có để ý không? Sau suggest kiểu gì là cấu trúc liệt kê. Thì đây chúng ta có verb in đây o chính là cấu trúc song, thì đây phải là verb in chứ không phải verb mới thành được, nên các bạn làm đúng chính xác. Tiếp câu 8, các bạn nhìn thấy là phương án D thì các bạn thấy đuôi ổ đúng không, thì chúng ta ism là danh từ này, đuôi chờ danh từ này, đuôi ổ là tính từ này, nên chúng ta phải chuyển đây thành một danh từ. Ok, câu 9 nào. Câu 9 thì các bạn làm đều đúng cả. Nhìn này, chúng ta có tính từ này. Tính từ này thì đây phải là tính từ, để ba tính từ đều bổ nghĩa cho danh từ cuối cùng là ba tính từ này đều bổ nghĩa danh từ đấy, để có nghĩa cấu trúc song song của tính từ và tất cả các tính từ bổ nghĩa danh từ. Ok, các bạn làm đúng cả. Bây giờ các bạn làm cho mình câu 10, câu 11, câu 12 đi ạ. 10, 11, 12 ạ. Làm đi ạ. 10, 11, 12 nào. Làm xong gửi nhá, làm xong chụp gửi luôn nhá, làm xong chụp gửi luôn nhá. À, phải phải làm, Hương ơi làm đi Hương ơi. Ok, có bạn nộp này. Thử xem là bạn nào. Ok, mình đã nộp này. Thử xem đúng không? Ok, tốt. Đúng rồi, chính xác. Còn các bạn khác nào?
Làm đi, làm gửi đi các bạn, xem bây giờ đi các bạn, xem bây giờ nào. Rồi, hết giờ mất rồi. Mình chữa nhá. À, đối với câu 10 thì các bạn thấy là đây, từ end song song, từ brace có s này. Brace s thì chắc chắn là động từ này là động từ song song thì đằng trước cũng phải là brace có s. Nhưng chúng ta nhìn thấy là verb của câu chính là từ spread là verb của s. Vậy nếu thế thì sai rồi. Nếu thế thì chúng ta phải bỏ bỏ s này đi. Còn câu 11 này. À, chúng ta nhìn cái chỗ for to cut thì đằng sau lại có gì? Đằng sau lại có verb in này, đây có verb in và đây song song này. Vậy nếu thế thì đây phải bỏ từ to đi, à, sau dưới từ phải là verb in and verb in. Còn câu tiếp đối với câu 12. Nào, các bạn lại nhìn từ and thì đây là một danh từ đúng không? Đuôi này này, đuôi danh từ này mà đuôi ồ đuôi của tính từ. Vậy đây song song thì nó sẽ là gì? Song song của hai tính từ. Hai tính từ này đều bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó chính là từ devices này. Đấy, vậy nếu thế thì chúng ta đã xong liên quan đến về cấu trúc xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái tiếp theo. Tiếp theo. Đối với cái cách đơn vị trong tiếng Anh thì chúng ta nhớ cho mình ý này cho mình nhá. Ở cho mình đối với ghi đơn vị trong tiếng Anh này thì số này. Rồi sau đó là đơn vị này. Đơn vị này. Rồi sau đó là gì? À, cộng với tính từ chỉ đơn vị này. Tính từ chỉ đơn vị. À, còn nếu mà muốn danh từ thì số này. Cộng đơn vị này. Đơn vị. Cộng với in. Rồi sau đó cộng với danh từ. À, danh từ chỉ đơn vị. Ví dụ. À, mình muốn là ví dụ cao. Trong trường này cao. Cao 2 feet chẳng hạn. Cao 2 feet thì chúng ta là cao 2 feet này. Cao 2 feet. Thì chúng ta viết kiểu gì? Thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sử dụng phương án 1 thì chúng ta sẽ làm như sau, số là 2 này. Đơn vị là gì? Feet này. Còn tính từ chỉ chiều cao 2 nó chính là từ height. Đúng không? Còn nếu mà sử dụng danh từ thì sẽ là số này. Rồi sau đơn vị là từ feet này. Rồi sau đó in này. Danh từ của từ height này nó chính là từ height. Đấy. Nếu thế thì ví dụ trong câu này thì các bạn thấy này, đây từ height nó là một danh từ nên trong trường này đang thiếu là thiếu một giới từ, trong trường này từ in. Thì đối với cái ký đơn vị trong tiếng Anh thì chúng ta chú ý cho mình ý này nha, chú ý cho mình ý này. Và sau này các bạn cũng thể hiện liên quan đến đơn vị trong tiếng Anh thì các bạn sử dụng một trong hai ý này, một trong hai ý này. Ví dụ về chiều dài chẳng hạn thì chúng ta có từ long thì danh từ tương ứng của nó sẽ là từ gì các bạn? Nó sẽ từ length đúng không? Thì các bạn chú cho mình các cặp tính từ và danh từ tương ứng nhé. Các bạn cứ tìm các cặp tính từ tương ứng. Nếu mà tính từ thì chúng ta không có giới từ in, còn nếu mà danh từ thì mới có giới từ in. Đấy, lưu ý cho mình ý này nhé. À, đây là cách ghi đơn vị trong tiếng Anh, ghi đơn vị trong tiếng Anh. Nó chỉ như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái ý tiếp theo là cái chuyên đề là có cái này có cái kia. Cái chuyên đề này chúng ta đã nói cực kỳ nhiều rồi nhưng mình cũng sẽ ôn lại để các bạn cùng xem. Đối với có cái này có cái kia thì chúng ta thử liệt kê lại này. Both thì đi với gì các bạn nhỉ? Both A gì nhỉ? Đúng rồi, đi với and. Rồi, tiếp chúng ta có các cặp với nữa là từ neither thì đi với gì các bạn nhỉ? Neither A thì đi với nor đúng không? Tiếp từ either. Chúng ta có thể đọc từ either hay từ either cũng được nhá. Rồi. Rồi B này. Not only thì đi với gì ạ? Thì đi với but also. But also. But also B. Thì đây chính là các cặp TOEFL nó tập trung cái cặp này, các cặp này anh chị này, tập trung các cặp này. Anh chị cứ học thuộc cho mình các cặp này là ổn. Đấy. Both
thì đến với and. Có nghĩa là ví dụ anh chị thấy gạch chân từ both thì đằng sau có and, gạch chân từ neither thì đằng sau từ nor, gạch chân từ either thì đằng sau cái từ nor tương ứng. Đấy thì chúng ta cứ quan tâm cái những cái đấy là được. Mình sẽ làm mẫu cho anh chị vài câu nha. Ví dụ đối với câu 1, câu 1 nào, gạch chân từ either kìa, gạch chân từ either này. Nếu mà chân từ either thì đằng sau phải có gì? Phải có từ or đúng không? Nhưng đây lại có từ and. Để and. Nếu thế thì chúng ta phải thay bằng từ gì các bạn nhỉ? Chỗ này thay bằng từ gì? And thì chỉ có gì? Both thôi. Đúng không? Tiếp, câu 2 từ either. Either mà đằng sau lại có từ and nên chúng ta cũng thay bằng từ both. Còn tiếp, các bạn nhìn vào câu 3. Câu 3 này thì chúng ta thấy là cái gì? Lại gạch chân từ either này, đằng sau không có cái gì này. Nên chỗ này chúng ta có thể chỗ này đặt số nhiều này, nên chúng ta có thể thay thành từ both này. Để làm gì? Để mặc định cái từ twice này có nghĩa là có hai 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 twice. Hai twice, two twice. Đấy, ngầm định là như vậy. Ok, tương tự như thế thì các bạn làm cho mình các câu còn lại nào. Bây giờ các bạn làm câu 4, câu 5 cho mình. Tập trung vào đáp án sai và sửa như nào. Các bạn chỉ giúp cho mình hai ý là đáp án nào sai và hướng sửa như nào các bạn. Hướng sửa như nào. À, gửi vào trong Zalo đấy các bạn, nếu mà các bạn làm xong gửi trong Zalo nào. Ok, Tiến đã làm xong rồi này. À, Tiến ơi, câu 2, câu câu 5 sai rồi, câu 5 sai rồi. Tiến xem lại nhé, câu 5 sai rồi. Unlike nó chỉ là một giới từ thôi, unlike chỉ là giới từ. Còn từ o đằng sau nó là của cấu trúc song song của từ suggest. Tiến cần nhớ không? Suggest sau đó là cấu trúc song song mà. Đúng không? Không phải từ o này này trong một cái này. Ok. À, Minh ơi, từ either thì đằng sau có o không? Minh, đúng không? À, xem phương án sửa là gì? Cái gì kêu là câu 4 hả thầy? À, câu 5. Nếu mà em sửa từ either thì đằng sau có o không? Hương sửa tính từ both. Both thì phải liên quan đến có đôi kìa, có đôi kìa. Có đôi từ and hoặc có danh từ số nhiều kìa. Rồi, nếu thế vậy, câu 5 các bạn làm đều đúng nhưng mà Hương hướng sửa thì chưa đúng. Hương hướng sửa chưa đúng. Ok, đã hết thời gian rồi, mình sửa nha. Đối với câu 4 này thì từ either mà đằng sau có từ e này. Cấu trúc either nó là của cặp đôi là A này, đây là B này, nó là giới tự danh từ này. Nên chỗ này chúng ta phải chuyển từ both. Còn đối với câu 5 này này. Ở chỗ Tiến đây, ở ví dụ chỗ Tiến thì từ O này nó không liên quan gì đến đằng này vì từ sau suggest là giới từ, sau giới từ này nó sẽ là cấu trúc song song. Nên có từ O thôi. Còn unlike nó là giới từ các bạn, unlike giới từ hoặc là từ like cũng là giới từ, vừa động từ vừa giới từ.
Cái câu này là sai. Từ either này, từ either chúng ta không có từ từ no đằng trước đúng không, đằng sau đúng không, nên chỗ này neither thì nó liên quan đến phủ định. Phủ định thì trong chỗ này chúng ta không dùng neither mà chúng ta thay bằng từ từ not này, anh chị, not này này, đấy, đấy là liên quan năm. Nào chúng ta làm tiếp cho mình từ câu 6 cho đến câu 8 nào. 6, 8 nào. Làm nhanh lên các bạn. Làm nhanh này. Xác định đáp án rồi sau đó đề ra phương án sửa. Nên như vậy, nên như vậy. Làm nhanh đi bạn, làm nhanh đi bạn. Làm xong gửi nha. Ui, hết giờ mới rồi. Rồi, ok. Các bạn làm xong cứ gửi nhá. Đừng có ngại gì cả. À, sai đúng không quan trọng đâu. Tại vì chúng ta đang ôn mà. Đối với câu 6 này thì sẽ sai là từ neither. Vì đằng sau không có từ no. Và chỗ này nó là chỉ liên quan đến phủ định thôi. Nên chúng ta sẽ đây tại là danh từ. Nên phủ định của danh từ nó sẽ là từ từ no. À, còn câu 7 này. Từ neither mà đằng sau lại có từ or nên sai. Chúng ta phải chuyển thành từ either. Còn câu 8, lại từ neither, đằng sau có từ or nên chúng ta chuyển từ either. Đấy. Và chúng ta làm tiếp câu câu 9, câu 10, câu 11, câu 12. Mình sẽ làm mẫu cho bạn thêm 3 câu này nữa nhé. Đối với câu 9 thì chúng ta có từ neither này. Neither or not lại có từ or này. Đúng không? Nên chúng ta từ either đúng không? Either. Còn câu 10 thì chúng ta có gì? Not only thì phải đi với gì? But also. Không có từ and also được, đúng không? Câu 12. Câu 12. Nào, chúng ta lại có từ not only thì phải đi với từ but also, không phải là but to được. Ok, bây giờ chúng ta làm tiếp từ câu 13 nào. 13, 14, 15. Làm nhanh đi các bạn, làm nhanh cho mình nào. Chúng ta có 2 phút thôi. Câu 13, câu 14, câu 15 nào.
À, triển khai nhanh lên các bạn, triển khai nhanh lên nào, tăng tốc độ lên nào. Rồi Lâm làm xong này, Ánh làm xong này. Ok, tốt. Rồi đến câu 17 luôn rồi. Tốt. Cứ làm với các bạn làm đi nào. Rồi, Nam cũng đã làm này. Xem nào. Ok, đúng rồi đấy. Tốt. Nam hiểu, rất là hiểu đấy. Câu 15 rất là hiểu bài đấy. Rồi, tốt. Còn các bạn khác nào? Ok, hết giờ mất rồi. Nào, chúng ta cùng xem này. À, đối với câu 13 thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta có từ and also, thì đằng trước thì chúng ta đã nhìn thấy là từ not only đúng không? Not only, nào, not only rồi sau đó thì giới tụ danh từ này. Rồi sau đó giới tụ danh từ này. Thì đây phải là từ but also. À, tiếp đối với câu 14 cũng như vậy, chúng ta có từ not only đằng trước thì đằng sau phải là từ but also. Đấy. À, tiếp của 15. Both. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy đằng sau từ e, và thứ hai nữa là nếu both này nó là both của chủ ngữ thì các bạn thấy là đằng trước này nó có phần từ 1 này, phần từ 2 này, phần từ 3 này, nó lớn hơn 2 phần từ, à, nó lớn hơn 2, nó lớn hơn 2, lớn 2 hay là gọi là lớn hơn bằng bằng 3 đấy. Thì chúng ta không thể dùng từ both được. Có nghĩa là tất cả của cái này này thì chúng ta phải dùng từ từ ô, như cái nạ nam sửa là đúng rồi đấy, nam sửa đúng rồi đấy. Ok, làm tiếp đi các bạn, làm từ câu 16 17 16 17. Ok, thôi để mình làm luôn cho. Câu 16 câu 17. À, chúng ta thử xem nào, từ both thì đi với gì nhỉ? Đây, đi với and này, này. Nên từ both này đúng này. Đấy. À, tiếp từ ra tính từ xíu chúng ta cần nhớ không? Tính từ xíu thì chúng ta nhìn vào chủ ngữ, thì đây nó trong này nó chính là liên quan chủ ngữ rồi, thì chúng ta nhìn thấy đây nó số nhiều nên đây đúng này. Danh từ này xác định vì có gì, có s này, còn sai là another này, tại vì đây tên khác này thì đây chuyển thành từ other thôi. Ừ. Còn câu 17 thì từ both thì lại đi với and nên đúng rồi đúng không? First là trạng từ, trạng từ thì bổ nghĩa cho mệnh đề tính từ lần lượt này, verb ed cộng dấu ô này, còn sai là sai cái này, ân đây phải là từ ân tại vì đây là nguyên âm, đây phải từ ân. Ok, chúng ta chuyển sang cái chuyên đề tiếp theo là chuyên đề gì đây? À, cái này thì dễ rồi. À, không có gì nói cả, mình sẽ nói lại một xíu, nói lại một xíu thôi. Between này, between là giữa của hai vật thôi, giữa của hai vật. Đây, đây là between, giữa của hai vật. À, còn từ among, among là giữa của từ ba vật trở lên. Các bạn chú ý mình, ví dụ đây là giữa này, từ ba vật trở lên thì among. Thì các bạn cứ nhớ cho mình như vậy. Ví dụ between thì nó hay ví dụ giữa của hai vật chẳng hạn, thì hay có ví dụ hay có từ and chẳng hạn. Ví dụ các bạn nhìn câu 1 này, câu 1 này. Among mà lại đây là A rồi sau là N B. Nếu mà A N B thì chắc chắn là giữa của hai vật rồi. Đây là vật thứ một, đây là vật thứ hai. Nên giữa của hai vật không phải giữa của ba vật. Nên chúng ta phải chuyển từ among này thành từ between trong chỗ này. Between trong chỗ này. Đấy. Tương tự như thế thì chúng ta cùng xem nhé. Between trong trường này là giữa của gì? Vật A này, vật B này. Nên phương A này đúng này. À, sai cái gì? Lại là sai liên quan cuối cùng sau này. Đây là verb in, verb in thì đây phải là verb in chứ không phải là verb ed. Tương tự như thế, mình làm thêm câu 4, 3 này nữa để cho nó cùng cột. Đối với câu 3 thì
Nhìn này, câu 3 nhìn nha, nhìn nha. Between, nhưng sau đó là số nhiều, sau đó số nhiều. Vậy theo các bạn, đây là danh từ này chỉ có hai vật hay là nhiều vật nhỉ? Thì trong chỗ này thì ví dụ cái gì đấy nó là bên lớn nhất trên thế giới chẳng hạn, thì nếu mà là between giữa của những cái gì gì, mình không nói, mình không cần phải dịch, không phải dịch, giữa những cái gì lớn nhất trên thế giới, thì trong chỗ này không thể là hai vật được, mà nó phải là trên trên ba vật, nên chỗ này chúng ta phải chuyển thành từ ơ măng này, ơ măng này đấy. Bây giờ các bạn làm cho mình câu 4, câu 5, câu 6 nào. 4, câu 5, 6. Đề xuất phương án sửa luôn đi các bạn. Đề xuất phương án sửa luôn nào. Tạm nhanh quạng, các bạn có 2 phút đấy ạ. Ok, lại hết giờ rồi. Chưa có ai trả lời à? Rồi, câu 4 này. Thì ở đây chúng ta nhìn từ between thì không có S này, hay là liên quan đến câu từ and, thì chắc chắn là chỗ này từ between này sai này. Thực ra cái câu này nó phải, tại vì từ range có nghĩa là nó giải, thì to thì nó và chúng ta phải chuyển thành từ from, có nghĩa là giải từ A to B, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn từ between này. Còn câu này này, từ between này thì nó lại danh từ số nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh được cái này là hai vật hay là nhiều hơn hai vật là được. Đấy. Thì ví dụ ở đây trong thời gian dài này, cotton này được xếp hạng này là những cái mùa màng ở đây thì chúng ta thể xem là nó là hai mùa màng hay là nhiều mùa màng. Thì chắc chắn là nhiều hơn hai mùa màng rồi. Đấy. Thì chắc nên chúng ta phải chuyển thành từ măng cho chỗ này. Còn câu 6 nào, từ măng nhưng lại có danh từ này nhưng lại có số 2 này, to này, nên không thể sử dụng từ măng được, phải chúng ta phải sử dụng là between. Between. Vậy nếu thế thì các bạn thấy là có từ between và từ măng mà sau đó là cộng danh từ có s đấy, có S đấy, thì chúng ta phải chứng minh là cái danh từ này này là hai hay là nhiều hơn hai. Chú ý cho mình nhá, là hai hay là nhiều hơn hai đấy, nếu mà thuộc cái trường hợp này này thì chúng phải chứng minh là hai hay nhiều hơn hai thì chúng ta sẽ làm được. Còn những cái từ ví dụ như là có từ to hay là có từ and thì chắc chắn là dễ nhận biết rồi, đây là liên quan đến cái chuyên đề này nào, liên quan đến cấu trúc một trong những cái này dễ thôi, nói đi nói lại rất là nhiều rồi, tổng hợp lại một xíu. Cấu trúc một trong những là oan ở, thì sau đó kiểu gì cũng phải có mạo từ rồi sau đó danh từ số nhiều. Chú ý cho mình là danh từ số nhiều đây nhá,
Cấu trúc một trong những mà những là số nhiều, những số nhiều. Mạo từ này thì chỉ có mạo từ the này, các tính từ sở hữu này, hoặc là sở hữu cách thôi, sở hữu cách này. Thì mạo từ thì nó chỉ có một trong ba này. Thì nếu mà cấu trúc quan hợp thì chúng ta có từ to of, có không? Có. Hoặc vân vân, chúng ta gọi chung là lượng từ, lượng từ, lượng từ đếm được, đếm được. Chúng ta có thể từ có từ many bình thường, many ở mà, thì sau đó phải là có mạo từ xanh từ nhiều. Nói chung cái chỗ này này chúng ta liệt kê thành công thức là ở rồi sau đó là mạo từ cộng với danh từ số nhiều, danh từ số nhiều. Đây là lượng từ đếm được nhé, lượng đếm vậy. Nếu thế thì chúng ta sẽ làm luôn này, cái này dễ nên mình sẽ hướng dẫn một xíu nó nhanh thôi. Đối với câu này các bạn nhìn phần D nhá, phần D nhá. Các bạn phải nhìn, các bạn có nhớ không? Gạch chân danh từ thì chúng ta bao rộng thế, chúng ta phải xem là khởi đầu danh từ đến đâu. Khởi đầu danh từ nó là gì? Nó là gì? Khởi đầu danh từ. Thì khởi đầu thường hay có thể mạo từ hoặc là giới từ. Thì các bạn thấy là danh từ này, khởi đầu của danh từ này nó đến đây đúng không? Thì lại đằng trước lại có từ one. Nên đây phải là cấu trúc một trong những thì phải là danh từ số nhiều. Vậy đây phải thêm S vào. Đây cấu trúc one này. Đấy là một trong cái mình nói lại này, cái gạch chân danh từ bao giờ thì chúng ta phải xem cái khởi đầu danh từ đến đâu nha. À, còn câu 2 tương tự như thế thì chúng ta thấy là gì? Từ art này. À, khởi đầu nó tận đến chỗ này này thì chúng ta phải từ one ở thì đây phải từ art, đây có S này. À, tiếp đối câu 3, skill đằng trước này có từ one này nên chúng ta phải là skills có S này. À, các bạn làm nhìn câu 4 này. Đối với câu 4 thì chúng ta lại có từ to of đúng không? To of hay one of hay chúng ta nói chung là lượng từ ấy, lượng từ cộng với of thì mạo từ thì ok rồi. Thì đây phải danh từ của S. Tương tự như thế thì các bạn từ câu 5, câu 6, câu 7, câu 8, 5, 6, 7, 8 các bạn chỉ liệt kê cho mình đáp án nào. Cho mình nào. Liệt kê đáp án thôi, liệt kê đáp án cho mình. 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 ạ. 5, 6, 7, 8, 9 liệt kê đáp án thôi. Không cần đề xuất sửa vì cái này dễ, chỉ cần thêm S rồi thôi. À, chúng ta có 2 phút ạ. Liệt kê đáp án thôi. Mình lại nó lại gạch chân danh từ xem khởi đầu danh từ từ đâu đến đâu. Ok bạn Minh làm xong rồi này. Ok. Tốt. Làm luôn cả câu 9 đi Minh. À, 6, 7, 8, 9. Làm 6, 7, 8, 9. Còn các câu kia thì làm đúng rồi đấy. Làm với các bạn còn sắp hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi. Làm xong gửi nha. Ok, rượu làm này. Ok, đúng rồi này. Tốt.
Mình sửa nha. Đối với câu 5, câu 5. Đối với câu 5 thì các bạn thử xem là gì. Thứ nhất là các bạn nhìn lên đầu luôn thì chúng ta có từ trick này là cấu trúc đằng đây là mạo từ của nó. Thì lại đằng trước lại có từ one thì đây phải sinh từ nhiều. Còn câu 6 thì các bạn thấy từ single thì danh từ khởi đầu của nó đến đâu? Đây, mạo từ của nó tận đến đây này. Như đằng trước lại có từ one nên phải thêm cái s. Còn câu 7 thì chúng ta lại liên quan đến cấu trúc một trong những thì chúng ta phải đảo ngược hai này nha. Câu 8 thì từ form này thì khởi đầu danh từ đến đây như đằng trước lại có từ one nên phải thêm thêm s vào đây. Còn câu 9 đây đằng trước danh từ cuối cùng khởi đầu đến đây mà đằng trước lại có từ one nên phải thêm thêm s vào. Ok, đấy là xong liên quan đến cấu trúc một trong những. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tiếp theo này. Cái này cực kỳ đơn giản thôi, các bạn lưu ý để dễ lấy điểm nhá, dễ lấy điểm này. Các bạn cần nhớ là mệnh đề danh từ của what này có hai cấu trúc đúng không? What, S, O. Thứ hai là what cộng với verb O. Nhưng ở đây các bạn chú ý cho mình này, chú ý này, chú ý là sau giới từ này, sau giới từ thì chỉ có mệnh đề danh từ what thì chỉ có dạng là what cộng verb O thôi. What cộng verb O thôi. What cộng verb O thôi. Lưu ý cho mình trường hợp này nhá. Lưu ý cho mình trường hợp này nhá. Có nghĩa là nếu mà nó làm chủ ngữ hoặc làm tân ngữ thì nó có cả hai trường hợp này, cả hai trường hợp này. Nhưng riêng sau giới từ thì mệnh đề danh từ với what chỉ có trường hợp thứ hai thôi, là trường hợp này. Ví dụ bây giờ chúng ta cùng xem này. Còn vị trí của mệnh đề danh từ thì nó làm chủ ngữ, làm tân ngữ hoặc là sau giới từ thì không nói rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem này. Thứ nhất là câu 1. Đây là verb, từ can learn là verb, sau đó là mệnh đề danh từ what từ đây đến đây. Nhưng lại không, chúng ta nói rồi, mệnh đề danh từ what có hai cấu trúc là what F O, thứ hai là what verb O, nhưng đây là what to verb O nên sai. Nếu mà liên quan to verb O thì nó phải là gì nhỉ? Là how to verb O đúng không? Chỉ có mệnh đề danh từ với how thì sẽ có cấu trúc là how to verb O. Nên chúng ta phải chuyển định từ, đây là từ how này. Bạn nhìn tiếp cái câu 2 này. Câu 2. Nào, sau giới từ mệnh đề danh từ what thì mình nói lại mệnh đề danh từ what thì nó chỉ có dạng là gì? What cộng với verb O thôi. What cộng verb O thôi. Nên trong trường này các bạn nhìn thấy có S, có verb, có O nên sai rồi. Đấy. Cách sửa là gì? Trong chỗ này sửa thành which thành giới từ để làm gì? Cấu trúc của câu này là S cộng verb O rồi sau đó là sắp của mình để chạm từ S verb O. Vì chúng ta có một kiến thức là giới từ cộng which thì lại bằng sắp của mình để chạm từ đúng không? Còn nhớ không? Đây này, giới từ cộng which thì bằng sắp mình để chạm từ. Đấy, nhớ cho mình nhá, sau giới từ mệnh đề danh từ what chỉ mệnh đề danh từ what chỉ là dạng đây, câu này cũng như vậy. Cứ đằng sau sau giới từ của what có F và O thì sai ngay. Đề xuất sửa là chúng ta thay bằng từ which để nó làm sắp của mình để chặn từ. Rồi sau đó là sắp F và O nó đúng vào cuối câu. Tương tự như thế thì các bạn nhìn câu 4. Sau giới từ từ what rồi sau đó là một F O lại sai tiếp. Chuyển thành từ từ which. Đấy, tương tự như vậy. Thì chúng ta mình làm nốt cái câu 5 câu 6 để các bạn làm các câu còn lại. Câu 5 thì các bạn cũng như thế, có nghĩa là sau giới từ mà có mệnh đề danh từ what mà đằng sau có chủ ngữ cái là sai ngay, nên chúng ta sẽ sai chỗ này. Câu 6, câu 6 này thì các bạn nhìn này, đây là một FO rồi sau đó là một what là một sắp rồi sau đó là FO tiếp. Mệnh đề chặn từ không bao giờ đúng cuối câu đúng không? À, mệnh đề danh từ không bao giờ đúng cuối câu đúng không bạn nhỉ? Nhìn này, mệnh đề danh từ lại đứng cuối câu này. What S O này. Mệnh đề danh từ không bao giờ đúng cuối câu nên chỗ này sai. Chỗ này phải sửa thành một sắp của mình để chặn từ thì hợp lý hơn. Ok, bây giờ các bạn làm từ câu 7 cho đến câu 11 à. Từ câu 7 cho đến câu 11. Các bạn xác đối với phần này là các bạn xác định cho mình đáp án và đề xuất hướng sửa
đề xuất hướng sửa thôi, chứ không cần phải là xác định là sửa như thế nào, sửa là gì, chỉ cần đề xuất hướng sửa thôi. Đề xuất hướng sửa làm đi ạ, làm thì mình nhớ các bạn. Làm xong gửi nha. Làm xong nộp đi quản ơi. Ồ, vẫn chưa nộp à? Thôi mình cho thêm các bạn 1 phút nữa nào. Xem có ai nộp được không? Ok, mình bắt đầu chữa này. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Nào,
Đối với câu đầu tiên là câu 7 thì chắc chắn là chọn từ what rồi, tại vì sau cái từ mà có what sau what là một có chủ ngữ cái là sai ngay rồi. Còn câu 8, câu 8 cũng như vậy, sau rồi từ có what mà có chủ ngữ là sai ngay rồi. Trong câu 7, câu 8 chúng ta đều thay bằng từ which. Còn câu 9, thì các bạn thấy từ split này là động từ, đây là một danh từ. Vậy nếu thế sau danh từ đây lại có sắp cộng verb cộng với o thì chỗ này không thể làm mệnh đề sắp của mệnh đề danh từ được, mà chúng ta phải chuyển thành từ which để làm mệnh đề tính từ là sắp cộng verb o. Còn câu 10 cũng như vậy, thì chúng ta thấy là đây là sắp cộng với verb của o này, đằng trước là một danh từ, đằng trước là một chỉ danh từ thôi, đứng sau danh từ chỉ có thể là gì, mệnh đề danh từ thôi, à mệnh đề tính từ thôi, nên thay bằng từ which tương ứng. Cái này cũng thế, cái câu 11 thì chính là cấu trúc là s phẩy chấm chấm phẩy verb o, và đằng sau ở trong này nó chính là sắp cộng verb o, thì vị trí này cũng chỉ là sắp của mệnh đề tính từ phù hợp hơn, nên thay bằng từ từ which. Đấy, các bạn thấy không? Phải nhớ cho mình vị trí của mệnh đề danh từ nhá, vị trí của mệnh đề danh từ. Còn đối với trường hợp riêng của từ what thì các bạn nhớ cho mình ý định như vậy. Rồi, về lại xong liên quan từ what. Đối với mệnh đề danh từ với how thì chúng ta đã học rồi, bây giờ chúng ta ôn lại một xíu. How thì chúng ta gồm có những cấu trúc nào? How này, cộng s với o thì đều bao giờ thấy cấu trúc nào của mệnh đề sắp của mệnh đề danh từ thì bao giờ có cấu trúc cứng như này, đúng không? Cấu trúc thứ hai thì chúng ta gồm có từ how, how to cộng với verb o. Cấu trúc thứ ba là how cộng với many, rồi sau đó danh từ số nhiều, và sau đó là có thể có s cộng verb o hoặc không có verb o luôn, và tiếp theo là how cộng với từ must, thì sau đó là danh từ không đếm được và có thể có s cộng với verb o. Ok, thì đối với how thì nó như vậy, thì các bạn nhìn này, ví dụ câu 1 chúng ta đi từ how sau đó là verb luôn thì sai. Vì sao khẳng định đây là verb? Vì chúng ta thấy là có từ the tiếp câu 2 thì phải là how many.